Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Phàm Nhân Tu Tiên. Trong tập trước, Hàn Lập đã đụng độ phải một gã ma đạo đến từ Ngự Linh Tông. Tên kia muốn dồn Nam Chính vào chỗ chết. Đáng tiếc là mạng của Hàn Lập quá cứng, hắn quay lại phản công khiến gã ta nằm bất lực hấp hối. Kim đan đã vỡ, nguyên thần cũng sắp tiêu tán nên cũng không cần thuật luyện hồn gì đó để uy hiếp nữa. Thứ đã đáp ứng với Hàn Lập đều nằm trên người, Hàn Lập tự lấy là được, lần này là thật không có bẫy. Gã cố gắng ngồi dậy, sau đó dùng chút sức lực còn lại giúp đỡ vợ con để bọn họ tiếp tục sống. Làm xong mọi chuyện, nguyên thần gã cũng tan biến, Hàn Lập nhanh chóng thu lấy đồ và rồi chạy tới. Khi tới nơi, hắn không quên bày bố trận pháp rồi cho mấy con khổ lỗi đi trước thăm dò. Hắn nhìn phong đoán, Trường Thiết có thể bị chiếm lấy xác, điều này chứng minh gã cũng có linh căn. Đáng tiếc là Mộc Linh Căn lại không có Trường Xuân Công tương ứng, trùng hợp như thế quả thật là tạo hóa trêu người. Rất nhanh sau đó, mấy con khổ lỗi cũng ra ngoài, đi cùng nó là con yêu thú lúc trước. Vì đã có sự chuẩn bị nên Hàn Lập dễ dàng nhốt nó lại bên trong trận pháp, còn bản thân mình thì tiến vào bên trong hang động. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là di hài của người Ngự Linh Tông kia. Xem ra người kia đúng là thương thế quá nặng, căn bản là không kịp thu thập túi trữ vật. Hắn giơ tay thu lấy túi đồ, quả nhiên bên trong ẩn chứa rất nhiều đồ vật, trong đó có chúng trùng còn sống, một quyển sách hướng dẫn sử dụng các loại yêu thú cùng 3 miếng lệnh bài. Trong sách có ghi chép thứ tự các loại yêu thú. Kim bài yêu lang mà hắn đụng độ chỉ xếp hạng 73, cần xem một miếng lệnh bài, nó chính là thứ tự qua lại giữa Linh Thú Sơn và Ngự Linh Tông. Bây giờ đồ vật đã vào trong tay, hắn liền ra ngoài. Vừa vặn kim bối yêu lang cũng bị khống chế, chủ nhân của nó không còn nữa, cho nên Hàn Lập cũng rất vui mừng tiễn nó đi theo chủ nhân. Mà món nợ pháp khí bị hủy thì lấy vật liệu trên người nó bù vào. Cùng lúc đó tay kim cổ nguyên, ba tên ma sáu đang giáo giết bỏ trốn. Kẻ truy đuổi bọn chúng là cao thủ kim đan kỳ, Hồng Phất Trưởng Lão và Lý Hoa Nguyên. Ba người kia nhanh chóng bị ăn tá hành vào mặt. Lý Hoa Nguyên cũng không ngờ rằng sư tỷ của mình dạo này còn đích thân ra tay đối phó với mấy tên lâu la. Bà cho biết, gần đây bản thân luôn trong trạng thái tâm thần không yên. Lần này ma đạo tăng binh quy mô lớn, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng phái ra làm trinh sát, không tiếc bỏ vốn như vậy chắc chắn là có hành động lớn. Theo lời của Lý Hoa Nguyên thì viện quân của Thanh Hư Môn và Linh Thú Sơn đã tới, bọn họ mau chóng quay về thôi. Chuyển cảnh tới trận điểm ma đạo tại Kim Cổ Nguyên, bên trong đại điện đang có một đám mỹ nữ gảy đàn ca hát. Tuy là thời đại tu tiên vậy nhưng nhìn ai nấy đều vô cùng mát mẻ, thích hợp cho cánh đàn ông mở rộng tầm mắt. Tên thiếu gia Vương Thiền lên tiếng bàn luận chuyện thế giới, không ngờ liên quân thất phái lại trụ vững được lâu như vậy. Vậy nhưng mà cũng đã hạ vàn gốc, cũng nên có kết quả rồi. Vân Lộ lão tổ cho rằng cứ từ từ, Lục Tông đã chuẩn bị nhiều năm, ngay cả lão cũng đích thân tới đây đốc chiến, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Lão quay sang thắc mắc, tên Vương Thiền này không đi dốc sức trong quân mà cả ngày ở chỗ này của lão uống rượu mù vui, không vấn đề gì sao? Hắn ta lườn lẹo, ở đây được lão tổ khai trí dù sao cũng tốt hơn là đi đánh tới sống tới chết với bọn chúng. Lão nể tình hắn đưa Huy Nhi tới đây nên có thể đồng ý với hắn một nguyện vọng. Vương Thiền vui mừng đứng lên bẩm báo, vậy nhưng còn chưa kịp thốt lên yêu cầu thì đã bị Trung Ngô cắt ngang. Đúng là quá xui xẻo cho Vương Thiền. Hắn ta tức giận lắm vậy nhưng không làm gì được, chỉ có thể dùng ánh mắt sắc bén chiếu tướng Trung Ngô mà thôi. Vì khách trong lời Trung Ngô là đám người Linh Thú Sơn, dẫn đầu là Hạm Trường Lão, thực lực kết đan hậu kỳ, theo sau là Hạm Vân Bình và Hạm Vân Chi, thực lực cả hai đều là trúc cơ sơ kỳ. Hạm Trường Lão cho biết, bọn họ đã dọn sạch Linh Thú Sơn, những kẻ không chịu quy phục ma giáo đều đã về đất mẹ. Bây giờ trên dưới một lòng, tam quân phục mệnh, chỉ còn chờ Vân Lộ Lão Tổ ra lệnh một tiếng. Nhất định sẽ khiến cho đám gà đất chó xanh còn lại của lục phái táng thân tại Kim Cổ Nguyên. Lão tán thưởng, nhưng có một chuyện Hạm Trường Lão nói sai rồi, lần này quy hàng không chỉ có mình Linh Thú Sơn. Về phần Hàn Lập, hắn nhanh chóng quay lại Hàn Phòng Cốc rồi đem tăng chứng vật chứng cho trưởng môn. Những bức thư trên tay lão là hắn lấy được từ trên thi hài của một số môn nhân Ngự Linh Tông. Đây là việc lớn, hắn không dám trì hoãn. Tuy nhiên, lão ra trưởng môn nghe xong lại tỏ vẻ nghi ngờ chuyện này. Linh Thú Sơn và Ngự Linh Tông quả thật có cùng nguồn gốc. Vậy nhưng lầm trận làm phản cũng không tránh khỏi có phần quá khó tin. Bây giờ chiến sự giằng co, thất phái cần đồng tâm đồng sức mới có phần thắng. Nếu chúng phải kế châm ngòi ly gián của ma đạo sẽ khiến cho lòng quân dao động vô cùng bất lợi. Hàn Lập tuy cũng cảm thấy nghi ngờ, vậy nhưng vì đề phòng bất chắc nên hắn muốn trưởng môn cảnh cáo trước cho mọi người trong môn ở tiền tuyến. Trưởng môn cảm thấy không thể tự quyết định được, lão cần xin chỉ thị của Thái Thượng Trưởng Lão phần rõ thực hư rồi bàn đổi sách. Trên miệng nói là như vậy, bầy lão già này sẽ không tin, chỉ dựa vào cái phong thư của hắn thì rất khó làm chứng cứ xác thực. Cho nên, hắn phải tự nghĩ cách thông báo cho bọn họ biết mà thôi. Hắn nhanh chóng ra ngoài dịch trạm rồi nhờ mọi người phụ trách mang ngọc bội truyền tin tới cho sư phụ Lý Hoa Nguyên. Việc này không thể coi thường, xin mau chóng đưa thư tới. Chuyển cảnh tới Kim Cổ Nguyên, lão già Phù Văn Tử của Thanh Hư Môn và Hạm Trưởng Lão đi tới doanh trại.
gặp lại bạn cũ, bọn họ vô cùng vui vẻ. Vậy nhưng đâu ai biết rằng Hàm Trường Lão kia lại chính là nội gián. Hồng Phất Trường Lão còn tiết lộ tin tức. Theo bà và Lý Hoa Nguyên quan sát được thì tặc tử Ma Đạo rất có thể sắp tới sẽ tấn công lên. Chúng ta chuẩn bị nhân lúc bọn họ chưa ổn định, sớm toàn quân xuất kích. Hàm Trường Lão cũng tỏ vẻ vui mừng hùa theo. Nếu đúng là như vậy thì Ma Đạo e là sẽ phải ăn trái đắng rồi. Bọn họ còn cá cược với nhau xem ai sẽ giết được nhiều tặc tử ma giáo hơn. Trải qua vài ngày, tin tức mà Hàn Lập gửi tới Kim Cô Nguyên, người đón tin là một tên đệ tử. Hắn ta vội vã đem miếng ngọc tới cho Lý Hoa Nguyên, nhưng giữa đường lại đụng độ phải Hàm Trường Lão. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của tên cảnh khác, lão ta liền yêu cầu đứng lại, sau đó lợi dụng quyền hạn của mình đoạt lấy ngọc truyền tin. Bản thân lão sẽ tự mình đưa tin tới cho Lý Hoa Nguyên. Còn tên đệ tử kia, hắn chỉ cần quay lại làm tốt việc của mình là được. Bây giờ Hoàng Phong Cốc lại đột nhiên truyền tin tới, e là họ đã phát hiện ra chuyện gì đó. Vậy nhưng dù là gì đi chăng nữa thì lão cũng đều muốn ngăn chặn toàn bộ tin tức gửi tới. Đi vào chỗ không có người, Hàm Trường Lão liền phá hủy miếng ngọc. Vậy là mọi thứ Hàn Lập làm đều thành công cốc. Hàn Lập không biết chuyện này, hắn chỉ hy vọng đừng xảy ra tình huống xấu nhất. Nếu thất phái thua trận thì Thiên Nam chắc chắn sẽ đại loạn, còn nơi nào dung thân để an tâm tu luyện. Tiếp theo, hắn cần chuẩn bị một số thảo dược cho kết đan, cho nên tới Bách Dược Viên của Mã Sư Huynh một chuyến. Vậy nhưng cảnh tượng ở Bách Dược Viên lại vô cùng rách nát. Trùng hợp là bên trong lại có hai ông cháu luyện khí kỳ mà hắn đã giải cứu ở những tập trước. Bọn họ vô cùng vui mừng nên rồi rít cảm ơn. Trong bộ dạng gấp gáp của bọn họ, Hàn Lập liền hỏi thăm. Nữ tử cho biết, nghe sư phụ nói gần đây không yên ổn, nên hai ông cháu ra ngoài đi dạo chơi một lúc tránh đầu gió. Nói tới đây, Mã Sư Huynh cũng đi tới. Sau vài câu chào hỏi thì hai ông cháu cũng rời đi, để cho hai người trưởng bối nói chuyện. Mã Sư Huynh cho biết, lão đúng là muốn rời khỏi Hoàng Phong Cốc một thời gian. Lão cảm giác trong môn gần đây không đúng lắm, ra ngoài tránh gió cũng tốt. Hai tháng gần đây, người của Bách Cơ Đường trong môn tới lui liên tục, linh dược linh thảo trong Bách Dược Viên đều bị hái sạch rồi. Không chỉ là những linh dược trăm năm, ngay cả 10 năm, 20 năm đều hái sạch sẽ. Đây có vẻ không giống như điểm tốt gì, việc đã tới nước này, Hàn Lập cũng không dám giấu giếm. Chỉ là hắn lại mới từ kinh thành quay về, cho nên chiến sự ở tiền tuyến thế nào thì hắn thực sự không biết. Lão biết Hàn Lập là người thông minh, trận chiến này vô cớ xuất binh đơn giản là tranh đoạt địa bàn và tài nguyên tu luyện. Đánh nhau lâu như vậy mà những lão tổ Nguyên Anh không hề ra tay. Đều là những người như bọn lão liều sống liều chết, cho nên lão muốn khuyên Hàn Lập, nếu như gặp nguy hiểm thì nhất định phải tìm sẵn đường lui, nhớ kỹ rằng mạng là của mình. Hàn Lập chắp tay cảm ơn, lão có thể nói những lời này đối với hắn cũng đủ thấy tấm lòng. Lần này từ biệt không biết tới khi nào sẽ gặp lại, cho nên lão muốn tặng Hàn Lập một chút quà. Phía sau núi có chút dược liệu mà lão cất giấu, vốn là giữ lại dùng đến khi đột phá kết đan, rồi để lại cho hắn. Sau khi chia tay, Hàn Lập nhanh chóng quay trở lại hang động của mình. Mọi thứ nơi đây vẫn như cũ, chỉ khác là hai con nhện đã lớn, bởi chúng chính là huyết ngọc chi chu. Tuy rằng bây giờ nó còn nhỏ, vậy nhưng sau khi trưởng thành thì rất khó lường. Thu thập xong mọi thứ, hắn liền đi về phía nam gặp lại người bạn cũ. Người hẹn gặp chính là Trần Sảo Thiến. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!